Tâm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ ngừa nguy cơ suy tim, giảm đau thắt ngực, ho, phù, khó thở ở người bệnh tim mạch. Chào mừng các bạn đến với tin tức 360 từ kênh Gia đình Việt. Sau lời giải thích và xin lỗi của Văn Mai Hương về việc cover bản hit All Always Remember Us This Way, fan Lady Gaga vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Tối mùng 1 tháng 6, cộng đồng fan Lady Gaga tại Việt Nam đã quyết định gửi thư khiếu nại lên Universal Music Group xoay quanh vấn đề nghi vấn nữ ca sĩ Văn Mai Hương đã sử dụng ca khúc All Always Remember Us This Way trái phép. Ngay trong đêm, nữ ca sĩ Văn Mai Hương đã có phản hồi về tất cả những nghi vấn này. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định việc cô cover All Always Remember Us This Way của Lady Gaga là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật. Những đơn vị tổ chức chương trình mời cô trình diễn ca khúc trên đều đã đóng tiền bản quyền với phí cao hơn cả các ca khúc nhạc Việt. Cô cũng khẳng định luôn hâm mộ Lady Gaga và cho rằng sai sót xung quanh việc không để tên Lady Gaga ở phần credit một clip cover thuộc về editor của fanpage, song người này đã khắc phục ngay sau đó. Tuy nhiên, câu trả lời của Văn Mai Hương tiếp tục làm dư luận xôn xao và chia ra hai luồng ý kiến đối nghịch. Một bên không chấp nhận lời xin lỗi của Văn Mai Hương, nhưng phía còn lại cho rằng fan Lady Gaga đang quá toxic. Fan Lady Gaga tại Việt Nam không chấp nhận lời xin lỗi, quyết định tiếp tục khiếu nại đến Universal Music Group. Cộng đồng fan Lady Gaga đã trích dẫn nguyên văn phần phản hồi của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Tuy nhiên, phía bên dưới, dàn quản trị viên của fanpage vẫn chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn trong phát biểu của Văn Mai Hương và cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi, tiếp tục khiếu kiện đến đơn vị nắm bản quyền của ca khúc. Fan Lady Gaga cũng chỉ ra vẫn có nhiều clip của Văn Mai Hương trên YouTube không để credit tên ca sĩ gốc, thậm chí cho rằng nữ ca sĩ đang cố đẩy trách nhiệm sang phía nhà sản xuất chương trình có mời cô biểu diễn. Người hâm mộ cũng đặt vấn đề về việc bản cover mashup All Always Remember Us This Way ngày chưa thông báo lại được bán trên iTunes để kiếm tiền. Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu Văn Mai Hương phải trưng ra bằng chứng về việc cô đã xin phép phía bên Universal Music Group trong việc kiếm tiền từ bản cover All Always Remember Us This Way. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng không ít fan Lady Gaga cho rằng Văn Mai Hương đã giải thích đến như thế mà vẫn không chấp nhận thì cũng không ổn. Bộ phận này cho rằng Văn Mai Hương không có nghĩa vụ phải giải trình tất cả mọi thứ cô làm, miễn sao những gì cô làm không trái pháp luật. Cộng đồng mạng trên năm xẻ bảy, người cho rằng fan Lady Gaga đang quá toxic, người ném đá Văn Mai Hương về việc lạm dụng ca khúc All Always Remember Us This Way. Các trang cộng đồng cũng đặc biệt quan tâm đến tranh chấp giữa Văn Mai Hương với phía fan Lady Gaga. Nhìn chung, phía netizen cũng phân ra hai luồng quan điểm đối lập nhau và vẫn đang tranh cãi chưa có hồi kết. Rất nhiều khán giả đã khẳng định bằng chứng thuyết phục nhất trong việc Văn Mai Hương đã liên hệ xin phép nằm ở chỗ tất cả các bản cover, lyric video All Always Remember Us This Way mà cô đăng tải trên kênh YouTube đều không bị phía Universal Music Group đánh bản quyền hay có bất kỳ động thái nào phản đối. Khán giả cũng chỉ ra chính phía Universal Music Group đã cấp quyền và nằm ngay dưới phần credit ở các clip Văn Mai Hương đăng tải. Có thể nói, đây là lập luận khá vững chắc vì chúng ta đều hiểu trong những năm gần đây, YouTube siết chặt về vấn đề bản quyền trên nền tảng này như thế nào. Đặc biệt là với Văn Mai Hương, là một kênh lớn đến từ một nghệ sĩ có tiếng ở Vpop nên nếu quả thật có sử dụng các đoạn nhạc trái phép, kênh YouTube của cô đã bị đánh gậy từ lâu. Không ít khán giả cũng nhân dịp này chỉ trích Văn Mai Hương cho rằng cô quả thực lạm dụng ca khúc All Always Remember Us This Way, thậm chí cho rằng cô hát bài này còn nhiều hơn cả Lady Gaga. Nhiều người cũng cho rằng kể từ nay lại càng nên siết chặt các quy định về bản quyền khi cover nhạc nước ngoài để tránh những vụ việc sau phát sinh. Theo bạn, bạn nghĩ vấn đề này như thế nào? Hãy bình luận cùng chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn theo dõi video của chúng tôi. Nhớ theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất.